Boxer xuất phát ở góc trên của Map Direct, anh ấy không lựa chọn màu đỏ nữa, lần này là màu xanh. Còn thuốc Lào thì xuất phát ở góc dưới, và có vẻ như là Boxer là lựa chọn default color, còn thuốc Lào là color anh ấy tự chọn, nên là bây giờ thuốc Lào vẫn đang là màu hồng ở góc dưới. Bốn game trước là bốn game có thể nói là rất căng thẳng, combat thì cứ sát nút, hai bên mặc dù thắng được combat này nhưng cuối cùng lại vẫn thua, rất căng. PvP là match up rất ảo diệu, tôi rất khó hiểu, không hiểu nổi, mình chưa chơi Protoss ở cái trình độ cao như này nên không biết được như nào cả. Combat thì rụng rời một tí, chỉ trong vài giây thôi, không để ý thôi là quân bị lột hết sạch. Lúc nào đang probe của mình đi kiểm tra trong nhà ngay, vẫn rất kinh nghiệm. Check từ trong ra ngoài. Up này, à trận đấu này là game đấu cuối cùng rồi, không thể để một sai sót rất vớ vẩn làm thua trận cả trận đấu được. Cả một series được, cả một tấm vé máy bay với cái tai nghe Razer Banshee được. Mặc dù tiền thưởng thì giải nhì nhiều hơn, tiền thưởng là giải nhì 2 triệu, nhưng mà sang khi mà sang Nhật rồi thì chắc chắn là cơ hội sẽ có nhiều hơn. Thuốc Lào vừa cho vâng kéo hơi bị nhiều, quá tay probe ra để tiếp cận con probe vào harass này. Suýt nữa thì deny được gà của đối thủ nhưng không được rồi, và Boxer lại trở về với hình thức harass rất là đơn giản, đó là cho probe phá pylon. Có lẽ là phải đợi đến Zilot xuất hiện rồi các thứ, Stalker các thứ xuất hiện rồi đến nơi rồi nhả cho đánh, có lẽ là cũng không xong nổi. Vâng, vừa đặt pylon thì thuốc Lào nhìn thấy đã phải cancel ngay, như vậy là mất 0.25 NR, và hai bên trở về với trạng thái như như thường, lại move out đối đầu nhau bằng Zilot Stalker. Thuốc Lào đặt robo cho mình, có robo sớm thì sẽ an toàn hơn. Cũng chưa biết được thế nào. Bosser của chúng ta đã quyết định forget, đặt 4 gate cho mình. Không biết là có đặt thêm robo nữa như ban nãy hay không. Và combat bắt đầu nổ ra rồi, Bosser không để ý. Còn Zilog của anh còn khá ít máu. Vâng, bị mất con probe đi mũ ao rồi. Vâng, bây giờ thì lần đầu tiên, có lẽ cả hai bên lần đầu tiên tôi thấy trong series này con Zilot đầu tiên một bên chỉ mất còn bên kia không mất. Còn thường là từ đầu đến giờ chúng ta thấy là cả hai bên đều mất Zilot đầu tiên của mình, hai bên. Và Boxer cũng đặt robo cho mình, 4 gate một robo, còn tiếp tục tech lên colo một bay như ban nãy không, khi anh ấy vừa giành được phần thắng bằng cái build đó, không biết có tiếp tục như vậy. Chúng ta cùng chờ xem. Thuốc Lào thì vâng, thậm chí là vâng, bây giờ thuốc Lào là người thì lên một bay colo, đang lên robotic bay. Foster thì nhà robot đã hoàn thành, anh ấy đã cũng đặt robotic bay ngay, hai bên đều sẽ tích lên colo sớm.
là expand ngay. Còn từ phía bosser thì sao? Bosser không đủ tiền, có lẽ là warp unit khá nhiều. Lúc nào scout thấy đối phương như thế nào rồi nên anh ấy tự tin mà expand, không lăn tăn không gì hết. Observer Bosser sang đã thấy cái Nexus sắp hoàn thành đến nơi rồi. Liệu anh ấy có follow đuổi kịp, bắt kịp với Nexus của mình hay là tấn công ngay? Khi anh ấy tấn công ngay thì có lẽ là cũng không hiệu quả. Chúng ta cùng xem, một Stalker ở đây vừa tiêu diệt được một con Probe, đã có một kill đây rồi. Và một Zealot được Bosser Warp ra để ngăn chặn Stalker này phá pylon. Một pha tấn công. Nhìn lại Army Supply thì thực ra Army Supply của quốc Lào không thua kém là bao nhiêu. Thậm chí anh đã có Colo đầu tiên và Bosser sẽ phải lùi về. Nên là pha expand này của quốc Lào là hoàn toàn an toàn. Bosser cũng có Colo cho mình. Hai bên đang khá là giằng co. Vâng, một pha di chuyển xuống phía dưới. Liệu có phải là quyết định chính xác? Một probe đã bị tiêu diệt. Bosser Guardian Shield được bật nhưng không combat. Guardian Shield mất 75 energy. Mỗi bên đều có Sentry để có Guardian Shield cho mình. Một Observer thuốc nào vừa bị tiêu diệt. Và bây giờ thì thuốc là vẫn có một con Observer nữa. Stalker và Observer di chuyển trước để có ý đồ bắt cóc thêm một con Observer nữa. Bây giờ thuốc nào có hai Colo liền. Vâng, muốn tấn công thì phá đá rồi, chắc chắn rồi. Hai Colo di chuyển ra trước. Guardian siêu lại được bật. Hơi quá cẩn thận cho Bosser. Vâng, lần này thì hơi lãng phí energy. Lần này anh quyết định vào luôn chăng? Vâng, hết energy để gần siêu nên là sẽ có lợi hơn một chút cho thuốc Lào trong tình huống combat này chăng. Army supply thì sao? Vâng, Bosser đông hơn hẳn. Army supply của Bosser số lượng là bao nhiêu? 57 và 49. Khá là sát nút, khá là căng thẳng đây. Reload của thuốc Lào bốc hơi khá nhanh và pop fill. Vâng, có lẽ là bây giờ thì lợi thế đang thuộc về Bosser rồi. Zealot anh ấy còn quát thêm rất là nhiều nữa. Và vâng, một Immortal móc lốp phía sau đang móc con Immortal này. Liệu có đủ? Vâng, còn khá ít máu, còn 18 máu. Việc expand khiến cho Army Supply của thuốc Lào hơi kém hơn một chút. Thêm Zealot cho Bosser Lào lên. Vâng, hai Colo đang bị ở phía sau. Hai Colo không làm gì vậy, cần phải lên combat ngay. Vâng, bây giờ thì có vẻ như đội quân Gateway của Bosser lại đã bị bốc hơi rất nhanh bởi hai Colo này, trong khi hai Colo của anh ấy lại đứng phía sau phá pylon, hơi khó hiểu một chút. Lần này là một đợt Reinforced Stalker, liệu có bắt cóc được một Colo ở đây? Một Colo đây vẫn còn đứng, vẫn còn nguyên, vâng, 6 máu, vẫn còn sống được bạn. 6 máu. Chỉ 6 máu mà thôi, vẫn sống. Nhưng mà bây giờ thì Colo của anh ấy, con này sẽ khá là nhát gan, không dám tiến lên. Colo của thuốc Lào đã có rank 9, bảo sao anh ấy bắn hiệu quả như vậy. Rất căng và có vẻ như Bosser đã bị đẩy lùi. GG. Như vậy chúng ta biết được người vào chu người giành chiến thắng trận chung kết này rồi, đó là thuốc Lào của chúng ta.